Vị sinh diện của nhà giáo ưu tú Phạm Thúy Hoan, chào cô ạ. Xin được giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng. Dạ, em chào chị. Nghệ sĩ Triều Nguyên. Nghệ sĩ Thương Huyền. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn các nghệ sĩ đã dành thời gian đến tham dự chương trình. Và quý vị thân mến, trong chương trình phần 2 Giọt đàn quê hương hôm nay, chúng ta sẽ được tìm hiểu về những khúc tình ca và mang âm sắc của cả ba miền Bắc Trung Nam, những sáng tác của nhà giáo ưu tú Phạm Thúy Hoan dành riêng cho đàn tranh. Đúng là đất nước mình có ba miền Bắc Trung Nam với ba cái nét nhạc rất là dễ nhận biết, đặc biệt của từng miền một. Thì lúc đầu tôi tính là viết là Bắc, rồi tới Trung, rồi tới Nam. Nhưng mà tới cuối cùng thì cái nét nhạc mà nó đến với tôi trước tiên đó thì lại là miền Trung. Thành ra viết cái bài Tình ca xứ Huế lại là đầu tiên. Qua cái bài Tình ca xứ Huế tương đối là kỹ thuật nhẹ nhàng, nó sâu lắng về cái tình cảm thôi, nhưng mà cái kỹ thuật không có gì khác với cổ truyền mấy. Nhưng mà dù sao cũng muốn đem một cái gì hơi mới vào trong cái kỹ thuật của cổ truyền mình. Thì trong cái đoạn đã lấy cái câu hò của Ưng Bình Thúc Dạ Thị mà hầu như người Huế nào cũng biết. Chiều chiều trước bến Văn Lâu, ai ngồi ai câu, ai sầu ai thảm. Thì câu đó rất là nổi tiếng, đi vào văn học. Để thể hiện cái câu hò đó thì người đàn đã phải dùng cái ngón thứ tư của mình để khẩy lên tăng 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 đó, để nó gần giống với tiếng người nhiều hơn. Thì đó là một trong những kỹ thuật nhẹ nhàng dùng trong cái bài Tình ca xứ Huế. Với người nghệ sĩ khi mà thể hiện cải đàn tranh để ra được chất Huế thì có bí quyết gì hay không ạ? Để có thể hoàn thiện được cái tác phẩm mà mình mong muốn thì mình phải học những cái cách để thể hiện những cái đặc trưng của xứ Huế. Ví dụ như cái rung của Huế nó sẽ không phải là rung nhanh như là của Nam, mà cái rung nó như dây dứt, như dùng dằn. Cái tay rung nó không có rung nhanh như là của miền Nam với miền Bắc, mà nó sẽ rung sâu sâu và nó chậm như là cái dòng nước nó lững lờ trôi. Thì đó là một trong những cái mà có thể tạo nên cái âm điệu Huế, cái giai điệu Huế khi mà mình cất lên tiếng đàn. Đúng là mỗi người nghệ sĩ sẽ có một cái bí quyết riêng. Vì vậy khi tiếng đàn cảy lên, chúng ta có thể cảm nhận được tâm tư tình cảm của người nghệ sĩ. Còn với nghệ sĩ Triều Nguyên thì sao ạ? Em đã được học tình ca xứ Huế từ rất nhỏ, nhưng mỗi một giai đoạn được đánh lại tình ca xứ Huế thì lại có một cảm xúc khác nhau. Mình tìm hiểu về tác phẩm giống như là mình tưởng tượng mình đang ở Huế, mình đang ngồi trên sông Hương, hay là như câu hò là mình đang ở trước bến Vân Lâu, để có thể lấy được những cái cảm xúc đưa vào bài. Vâng, thưa quý vị, đối với người nghệ sĩ khi thể hiện một tác phẩm nào đó, bên cạnh những kỹ thuật cần thiết thì tâm tư, tình cảm và những cái bí quyết rất là riêng để tạo nên một cái nét rất riêng cho từng tác phẩm của từng nghệ sĩ lại là điều độc đáo. Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng thưởng thức Tình ca xứ Huế có phần thể hiện của nghệ sĩ Triều Nguyên.
Và cô Hoang thân mến, vừa rồi chúng ta đã được đến với xứ Huế mộng mơ rồi. Không biết bây giờ cô Hoang sẽ đưa tất cả các anh chị em nghệ sĩ ở đây sẽ cùng đến với một vùng đất nào nữa ạ? Sau tình ca xứ Huế thì tôi viết tiếp là bài tình ca đất Bắc, được xây dựng trên cái những câu thơ của nhà ái quốc Á Nam Trần Tuấn Khải. Thì đó, cái câu hầu ai cũng biết: anh Khóa ơi, em tiễn chân anh ra tận bến tàu, hai tay em đỡ cái khăn trầu, em tiễn đưa anh. Bên cạnh cái phần đó thì cũng có một hai kỹ thuật mới nữa, đó là cái kỹ thuật vỗ trên dây đàn. Thường thường là mình chỉ khẩy trên dây đàn thôi, cái này vỗ trên dây đàn. Rê rê pha la la son pha la la đô rê. Rồi có thêm một vài cái nhỏ nhỏ nữa, chẳng hạn đến cái khúc đó, tưởng tượng như là đang ngồi ở trên thuyền đi, thì sẽ có vỗ trên cây đàn. Cái kỹ thuật mà có thể nói là tập thể của tất cả những người yêu đàn tranh đã nghĩ ra để làm sao mình có thể ứng dụng cho những cái bài mà vừa đem tính cách tình cảm nhưng mà có một chút xíu gì mới lại vô trong đó. Và thưa nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng, mà khi thể hiện tình khúc này thì cái điều gì mà chị cảm thấy là khó nhất trong cái khâu về thể hiện kỹ thuật đấy ạ? Cái kỹ thuật khó nhất là cái đập dây. Đầu tiên á thì tụi mình đập dây và tụi mình phải hát lên, tại vì cái dây nó không thèm kêu. Ai cũng phải đi trải qua cái giai đoạn đó hết, cái dây nó không kêu và mình phải tự kêu lên. Nhưng mà qua cái đoạn đó rồi á thì cái kỹ thuật đó không còn khó nữa. Nhưng mà tổng thể của cái bài khó nhất chính là cái nhịp. Làm sao nó vẫn có cái nhịp giống như đi thuyền, nhưng mà nó có cái nhịp dùng dằng của cái việc đi và ở và đi và ở. Thí dụ như những cái dấu mà đô ê a pha pha ê đô rê rê, thì nếu ai không chắc nhịp á thì rớt nhịp, giống như là lọt xuống sông. Bởi vì một cái giai điệu của cái xứ, nó qua cái câu thơ như cô Hoan nói đó, là một cái sự mà dùng dằng chia tay người ở kẻ đi, nó đã là một trong những cái nội dung nó rất là hay về tình yêu. Nó được thể hiện qua cái sự day dứt nhấn nhá trên cái cây đàn tranh, rất là đặc sắc. Vâng thưa quý vị, kỹ thuật tương đối khó nhưng cảm xúc rất dạt dào và để lại sâu lắng trong lòng người nghe. Vậy thì sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng thưởng thức tác phẩm Tình ca đất Bắc, một sáng tác của nhà giáo ưu tú Phạm Thị Hoang, có phần thể hiện của nghệ sĩ Quỳnh Giang. Thank you.
Thưa quý vị, chúng ta đã đến với tình ca xứ Huế, tình ca đất Bắc và bây giờ là tình ca miền Nam. Nhưng mà Tâm Phương nhận thấy là dường như theo thời gian, các kỹ thuật và các độ khó nó dần khó hơn. Vậy thì với cái tình ca miền Nam thì có đúng là như vậy không ạ? Đúng rồi. Và nó vì tương đối nó khó như vậy mà thành ra bài này ít được đàn lắm. Thứ nhất là sử dụng đàn lớn, đàn tranh 22 giây hoặc 21, 22 giây. Cái thứ hai nữa là nó có một cái kỹ thuật mà phải tập nhiều mới được. Tức là đàn tranh thì mình nghe tiếng réo rắt rồi. Hồi nào tới giờ nó vẫn réo rắt tình cảm. Nhưng bây giờ có thêm một cái câu mà được nhắc đi nhắc lại nhiều đó trong đó thì thể hiện, gợi cho chúng ta nghe, đó là bắt chước tiếng đàn bầu. Vì vậy cho nên cái dây cuối cùng, dây lớn nhất thế này này, thì phải sử dụng kỹ thuật của cái đàn bầu. Đó, tức là kỹ thuật bồi âm. Son 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 si re 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 si son. Chỉ có một câu đó thôi, nó nhắc đi nhắc lại, mỗi khi hết một đoạn rồi nó lại lặp lại câu đó, lặp lại câu đó. Thành ra cái bài đó có thể nói là cái thời gian mà đầu tư cho bài đó nó nhiều gấp đôi cả ba lần hai cái bài kia. Hy vọng rằng mặc dù nó khó nhưng mà nếu các bạn thích thì mình cứ chịu khó tập, tại nó đem đến một cái gì hơi mới mới cho cái đàn tranh của mình. Dạ, vâng ạ. Nghe chia sẻ vừa rồi thì thấy đúng là khó thiệt. Đánh đàn tranh nhưng mà nghe cái tiếng như là đàn bầu. Tuy nhiên có một số nghệ sĩ thì họ cảm thấy rất là thu hút khi có một cái tác phẩm khó và lôi cuốn họ để họ luyện tập và có thể chinh phục được tác phẩm đó. Và với nghệ sĩ Trường Nguyên thì như thế nào, chị có cái cảm giác đó không ạ? Tình ca miền Nam khó hơn rất là nhiều so với tình ca xứ Huế và tình ca đất Bắc. Nhưng mà càng khó thì lại càng làm cho các nghệ sĩ muốn chinh phục. Thì khi mà đàn xong thì cảm giác rất là mình đã chinh phục được, mình đã đánh được một cái tác phẩm rất là khó như vậy. Cảm thấy rất là hạnh phúc ạ. Dạ thưa nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng, với một cái tác phẩm được đánh giá là khó
không những khó mà còn dài nữa à. Vậy thì làm sao để mình đàn hay và có thể dễ thuộc đấy ạ? Phương nghĩ rằng là bất cứ ai khi mà đến với tác phẩm này thì sẽ đều rất dễ thuộc và thuộc rất là dai. À, nhớ rất là lâu, mười mấy năm sau đánh lại vẫn còn nhớ, là bởi vì nó khó quá mình phải tập nhiều. Không, thí dụ như mình đổ công cho những bài kia một tháng để có thể đánh hay thì bài này phải đổ công bằng năm. Và qua mỗi năm khi mình đánh lại với một cái trình độ cao hơn, với một cái kỹ thuật tốt hơn và với một cái tình cảm đã được trải nghiệm qua thời gian thì mình sẽ đánh bài này tốt hơn. Cũng giống như là bài Tình Ca Xứ Huế thì dựa trên câu thơ, câu hò của Ưng Bình Thúc Dạ Thị, thì bài Tình Ca Đất Bắc dựa trên thơ của Á Nam Trần Tuấn Khải, thì bài Tình Ca Miền Nam cũng được xây dựng trên câu hò Rồng Trầu Xứ Huế Ngựa Tế Đồng Nai, nước sông trong sao chảy lộn sông ngoài, em thương người xa xứ lạc loài tới đây. Thì cái câu mà Phượng thích nhất trong cái đó là câu tới đây thì ở lợi đây, bao giờ bén rễ xanh cây thì về. Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của các nghệ sĩ. Thưa quý vị, qua những chia sẻ vừa rồi chúng ta cũng đã cảm nhận được với Tình Ca Miền Nam thì có một cái độ khó nhất định, nhưng khi thể hiện thành công ca khúc này thì là một điều tuyệt vời, bởi vì đây là một ca khúc rất hay. Và sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức tác phẩm Tình Ca Miền Nam, một sáng tác của nhà giáo ưu tú Phạm Thúy Hoan, có phần thể hiện của nghệ sĩ Thương Huyền. Thank you.